Doanh thu hôm nay cũng toàn à, cái kế hoạch hôm nay là toàn là cứ hơi thấp thấp, không có gì thôi. Nghị quyết ký ra à, cái hôm nay hôm đọc bên BC thì có cái này. Đúng rồi, thì ra rồi, giá giá sàn là quy định cũ, nhất là cái trong công quốc tế đúng không, đang đang 30 thì 46 đúng không, lạch huyện là 46, còn các khu khác là 30, bây giờ sẽ lên 33 và 46, hình như là theo phương án này đúng không. Đấy, nhưng mà giá cao hơn thì có khi là đỡ phải phá giá đúng không, như thằng ở trong tư chết rồi. Để xem năm nay như nào, nói chung là thấy bên Đình Vũ cũng đang đầu tư thêm tài sản cố định thì chắc là cũng không phải là đến nỗi tồi tệ quá đúng không, thậm chí có khi còn tốt lên rồi. Cả hạ nguồn đây đúng không, thị sản chứng khoán này các ông này thì có Đình Vũ, Hải Phòng, Vicoship đúng không, nhưng mà đẹp đúng không, nhưng mà đúng rồi, những thằng này là đều có dấu hiệu ở phía dưới đúng không. Cả Hải Phòng thì là mẹ thằng này thôi, Vicoship thì cũng mới xây cái cảng mới VIP Green, GMD thì có hai đảng ngoài rồi đúng không, nhưng mà đều là sáng sủa. Sáng lượng 107 đạt rồi, chuyên là quay thấp. Doanh thu là trái phiếu ông đặt có 145 đúng không? Như vậy là cái kế hoạch của bên Đình Vũ thì chắc là có vẻ nhân nhân lên tí. Rồi, cái chuyện tạm hoãn này kéo dài suốt từ từ năm ngoái đến năm nay thôi, chả hiểu cái gì. Rồi, từ 1 tháng 9 đến 1 tháng 3 cơ, chả hiểu cái gì. Đúng không? Quay đi quay lại ký ai mới đọc có khi tưởng cái gì hoang mang. À đây, cái thời điểm này tháng 8 đúng rồi. Nó xin tạm hoãn cơ. Anh chị nhà cần. Gọi cái gì à? Ra xăm không đúng không? Rồi cái này đọc thì không không có ý nghĩa, có lại chút thế nào cũng thế thôi đúng không. Cái này hôm tháng 5 2018 đúng không, thời kỳ đang đỉnh cao rồi. À đây xem nào, tiếp tục để mạnh các dự án không làm, tiếp tục thực hiện thủ tục dự án đầu tư lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động tại kho hàng chứa hàng rồi. Không gì. Rồi cũng không trả cái gì cả, cái này của đông máy xem rồi, không không xem lại. Thế nào, hy vọng mà. À rồi sẽ dính cả đồng sáng vào đây nhỉ, xem nào. Chưa hiểu là cái này như nào đúng không, cái này mình cũng có nghe qua. Rồi thằng đoạn xá đúng không, ông định bán cái thời đang giá cao, chắc là thời đấy không hiểu Đình Vũ có cái gì xấu mà công chạy nhanh thế, bán hồi đấy còn đang sáu mấy cơ, như vậy có khi còn đang gần đỉnh cao 68, ngôi chính xác rồi. Nhưng ông bán ông này là 63, 63. 63 là đang ở đây, đúng không? Đang ở quanh này, đúng không? Như vậy là rồi, 927, như vậy là bây giờ đoạn xá cũng trên sàn. Rồi bây giờ xem thử đoạn xá như nào. Cầm cục cánh gì của thằng ôi ông này nát đấy nhỉ. Ôi, 3 năm sau thật xuống, như vậy là cũng hôm nay có xuống, còn xuống sớm hơn cả Đình Vũ đúng không, cũng là một cảng tại Hải Phòng. À đúng rồi, chính xác là cái sự tồi tệ đấy nó bắt đầu từ khoảng 3 năm nay rồi, ngày xưa ôi của tôi tiền mặt rất nhiều.
Nhưng đến đúng 26 thì toàn thích cổ phiếu, như vậy chắc ông ấy, ông này có một đoạn đổi chủ. À đâu, ông Emre là đang mua, FC cũng mua vào đây. Chả hiểu hai ông này đang làm gì, đúng không? Cái công ty này đây là 70 tỷ đỉnh cao 25, 26 bắt đầu rơi dần. Đúng rồi. Bây giờ là một thời kỳ lợi nhuận đang kém. 24, chính xác rồi. Năm nay ra là 21, thế là chỉ hơn 80 thôi. Rồi. Bây giờ là gần 90. 32. Lợi nhuận này cao hơn nhưng gần 90. Như vậy là cũng có vấn đề chứ không phải là không có vấn đề. Hay là xem cái khoản mà nó cầm đỉnh vũ như nào. Rồi cũng có một lượng tiền mặt 200 tỷ như vậy là cũng ok. Tài sản cố định cũng gần như là hết rồi, khấu hao thế này xong hết rồi. Hôm nay trong tài chính chả khác gì. À đây rồi, thì sao rồi? Chắc chắn là cái lần thứ 13 này rồi. Ok, xem như nào. À không biết là năm rồi có lãi tài chính gì không nhỉ? À đây, đúng không? 29 này trước này. À không, có thể là tiền gửi, chưa chắc. 13. 13. Rồi đây rồi. Nó thì xác rồi, đang cầm đến cuối quý 4 mà vẫn đang cầm như này, đúng không? Đầu năm là chỉ có 1, như vậy là trong năm 2018 thì đi thằng là sáng mới bán được có 100 khoảng 135 ngàn thôi, đúng không? Đúng rồi, chủ yếu là ở đây thôi. Chủ yếu là ở đây thôi. 9 tỷ 6 1 triệu cổ Đình Vũ giá bây giờ 40. 40 là 1 triệu cổ cũng coi là 40 tỷ mà giá vốn chỉ có 4 tỷ 8, sợ nhỉ. Rồi. Trong khi vốn công ty ta bán 119 ngàn thì ra rồi. Như vậy nó bán chính trong khi vốn. Ở đây mình nhân ra lại có 130 35 thôi mà nó bán chính trong cái 119, như vậy là bán cho cái vốn rồi. À, công ty này thấy đoạn sáng này nó cứ đâu đâu ấy. Mà toàn chia cổ phiếu đúng không? 2 được 3, 2 được 1, 10 được 1. Vậy là chia như này thành 2 được 4, tức là vốn điều lệ tăng 3 lần. Sau đó lại nhích thêm lần nữa, như vậy ngày xưa chắc chỉ 7 80 tỷ ông chia nhỏ là 250 rồi, thì sao rồi. Rồi, như vậy là Tình Vũ cũng đang cả đoạn sáng nó cầm nhiều, đúng không? Thấy đây như đây là đoạn sáng đang cầm, theo như báo cáo nó nói đây là cầm cầm 2,4% đúng không? Như vậy là ở trên thì có pin thì nó cầm bốn gần là gần 4. Ê, còn DG à, đoạn là sáng DP đúng không? Là hơn 2,4%. Cộng nốt là 7 75 79 81 đúng không? Nhưng mà chỉ có mỗi mấy thằng chín rồi nó cầm được một lô rất lớn rồi, đúng không? Rồi như vậy là tạm thời thế, đúng không? Đoạn giá. Đây là xem nào. Cái vị trí như nào? Ôi cả cửa cấm tít trong này. Còn sâu hơn cả cảng Greenport của cảng cũ của VSC. Hải An đây, đúng không? Hải An nằm ở chỗ này. Vậy là đoạn xá tít đây, đúng không? Như vậy là hơi sâu, đúng không? Và đây là bắt đầu sâu rồi. Đình Vũ đây, đúng không? Tân Vũ. Nó mà Đình Vũ Whip Green, đúng không? Rồi thì sao rồi? Nhưng mà đoạn xá chắc là không thể là bằng bọn kia rồi. Bọn kia bây giờ rồi, ngon hơn rồi. Càng về sau có thể đầu tư càng hiện đại hóa và chuyển dần ra ngoài, đúng không? Ít nhất là phải ra đến đoạn chỗ khu này đúng không? Chắc là như Hải An là còn kịp đúng không? Còn chỗ này bắt đầu rộng hẳn rồi đúng không? Thì sao rồi? Như vậy là ông này cũng kia cũng có vấn đề rồi, nhưng mà tạm thời liên quan đến cái vụ của đạn xá là như thế đó. Còn lại cái gì không? À, cái này đầu năm 18 rồi, như là gần hết rồi. Rồi ngày xưa thì Samalang cũng gọi là Halaxy Cap, chắc là nó chuyển hết cho Samalang đúng không? Chắc là đáo hạn gì đấy. Lịch sử ngày xưa có cái gì nó
đặc biệt đâu, nhưng cũng chỉ liên quan như thế thôi. À, cũng không không có gì à. Rồi. À, ngày xa xưa cảng Mật Cách đã từng bán. Như vậy là Hải Phòng ngày xưa là cái thằng cảng Đình Vũ đấy, ngày xưa là cũng cũng nhiều công ty đấy chứ đúng không? Rồi ông có 880.000 ông sút sạch luôn, đúng không? Như vậy tương đương khoảng 200. Như vậy là ông cảng là sáng cầm, cảng Vật Cách lại cũng cầm. Rồi. Nhưng mà chắc có mấy ông cảng cảng lâu đời của bên Hải Phòng là chia nhau mỗi năm nắm 2-3% Đình Vũ cho bắt đầu được giá là tỉa thôi, đúng không? Đơn giản thế. Rồi, đây cũng lâu quá rồi. Nhưng mà công bán 3 năm cổ tức, đúng không? Cộng thêm cái việc là giá đang rất tốt, không sút rồi, đúng không? Thế như vậy là cái thằng cảng Vật Cách đây nó bán thì nó được giá đấy, đúng không? Năm 2016. Rồi, bây giờ không có gì. Mutu này thì bây giờ chính là pin, đúng không? Rồi. À. Và thậm chí là còn có chứng khoán Hải Phòng cơ. Rồi, thì ra rồi chứng khoán Hải Phòng ngày xưa cũng đã từng cầm cầm cả Đình Vũ, đúng không? Cũng bán. Rồi. Đến cả chứng khoán Hải Phòng còn còn cầm, đúng không? Như vậy là cũng bán. Sao rồi, như vậy là các doanh nghiệp trên Hải Phòng là thường hay có trò cầm của nhau. Lên sàn thì công mới tỉa thôi. Rồi, được cái là vị trí cảng của Hải Phòng là tốt. Rồi, không biết còn gì không. Ở đây hồi một cái góc đó. SITC Đình Vũ là cái tích này. Rồi. À, ngày xưa chúng ta Hải Phòng còn mua bán còn ác cơ. Rồi thì sao rồi, như vậy là đã hết rồi, ngày xưa chỉ có 20 triệu cổ lên sàn thôi. Như vậy có thể thấy là, như vậy có thể tổng kết lại là Đình Vũ thì hiện nay là cổ tức tiền mặt giả sử như là cứ 40% năm đi thì cũng cũng không tệ, đúng không? Như năm 27 là 40% năm cũng không tệ. Giá cổ phiếu bây giờ chỉ có 38 thôi, đúng không? Một năm nữa tính ra là đầu tư 100 triệu là cũng được hơn 10 triệu tiền cổ tức. Đấy. Mà cái số tiền mình nhận được đấy thì nó cũng chỉ khoảng 50-55 thôi, hơn nửa một chút thôi, đúng không? Số là nhận công ty kiếm được hàng năm. Nhưng đã tương đương với một trận đầu tư 100 triệu được 10 triệu rồi, đúng không? Thế còn mấy cổ đông lớn họ cầm thì cũng khá cô đặc, cũng không, cũng rất ít hàng, đúng không? Giải thích tại sao thì cũng rất ít hàng. Đấy. Có thể là có một số cái quỹ ngoại hay là công ty gì đấy cũng có thể, thậm chí là đặc xá, đúng không? Họ sẽ tiếp tục bán trong năm năm nay, đúng không? Vì họ đã định bán rồi. Bây giờ vấn đề là giá mình chỉ còn có 38 thôi, không còn là 63 như cái đêm năm nữa, cho nên là bây giờ vấn đề là không có bán, có muốn bán hay không. Đúng không? Nhưng còn theo dõi mà thằng đoàn xá mà nó lại không bán, đúng không? Như vậy là có thể là thấy là nó cảm thấy là giá đấy không không còn có được để bán nữa, đúng không? Cái này là cơ hội để đầu tư, đúng không? Chúng ta sẽ xem cái này sau. Rồi, đúng không? Như vậy là thế còn gần đây thì Đình Vũ bắt đầu là tăng cường đầu tư, đúng không? Đấy, và tài sản ổn định, cái này là mấu chốt của tương lai. Rồi tài chính thì rất mạnh rồi, đúng không? 600 tỷ nhưng có cái điểm trừ là thu nhập ví dụ doanh nghiệp là sẽ bị tính, đúng không? 10% bắt đầu từ năm, như vậy lúc này chỉ còn 250 thôi, đúng không? 250 thì lúc này sẽ định giá là giá từ trên 250 chứ không phải là trừ 29 vào đây đi, như vậy là còn khoảng 258, đúng không? Đấy. Rồi, như vậy là chỉ số cũng bị xấu đi. Như vậy định giá PE sẽ còn đến 6 luôn chứ không còn là 5.54 nữa, đúng không? Số tiền tích lũy lại, à, số tiền mà để lại cũng cũng tăng vọt lên thành 62% chứ không phải 55 nữa, đúng không? Như vậy là cũng cũng kém kém đi nhiều, đúng không? Đấy.
Còn cái thuận lợi là thị trường cảng với xuất kim ngạch xuất khẩu Việt Nam vẫn đang tăng, cho nên là Hải Phòng là cửa ngõ phía Bắc, cho nên là cũng đang ok, đúng không? Đấy. Còn vị trí của cảng Đình Vũ thì thấy cũng cũng không đến nỗi, đúng không? Cũng nằm ở giữa giữa. Còn ở phía ngoài của cầu Bạch Đằng cơ, như vậy là cũng tốt, đúng không? Như vậy là bây giờ chỉ cần vấn đề là công ty tiếp tục theo đuổi cái việc mà đầu tư thêm các cái tài sản cố định lớn này, đúng không? Mà tương đối chuẩn nữa. Thì thế là ok, đúng không? Vì nguồn khách, vì cái đây cũng là công ty lâu đời, đúng không? Có nguồn khách bên cũng tương đối tốt, đúng không? Như vậy là mọi thứ ok. Như vậy là nói chung chốt lại là Đình Vũ cũng có thể đầu tư được, đúng không? Có cái là hy vọng đột biến là thấp đấy. Nói chung là ai thì đầu tư thêm về cổ tức thì chắc là theo Đình Vũ được, đúng không? Rồi, hôm nay cái buổi đánh giá mình sẽ đến đây nhá.